Đề bài cho chúng ta một ST đơn chức. Chúng ta viết phương trình nhé, ST đơn chức. Đang viết bình thường. R này, COOR phẩy. Cho tác dụng với 3 giờ là NLH. Ở đây thực ra thì cũng nhìn nhanh thôi, nhưng mà về mặt toán ấy, thì chúng ta nên kỹ ra một chút, nó sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta sẽ thu được mũi là R này, COONA. Các bạn cắt liên kết sát O nha, natri gắn vào O. Còn OH thì gắn vào gốc R phẩy. Rồi. Đặt A là số mol của este này, A là mol của este nha. Thì sẽ suy được ăn muối là A mol này. Rồi cái ancol này sinh ra là cũng là A mol luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập cái khối lượng của este. Cái khối lượng của este của chúng ta này. Đề bài cho là 4,3 gram. 4,3 gram nha. Thì khối lượng của este này. Đây, khối lượng của ST này ha. Khối lượng của ST này thì các bạn sẽ lấy số mol là A này nhân cho M lớn của cái ST bằng cách cộng hết lại. Các bạn sẽ cộng hết lại. Chúng ta sẽ có là A là mol này nhân M lớn của ST là R chưa biết này. Gốc COO thì các bạn cộng là 44, còn R phẩy thì cũng chưa biết luôn. Đó, thế này gọi là biểu thức số 1 đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tính khối lượng muối. Muối này các bạn, muối, khối lượng muối này ha. Khối lượng muối này thì bằng M muối này. Thì bằng khối lượng nó là 4,7 giờ để bài cho 4,7 thì là A là số mol này. Gốc R chưa biết. Gốc CO là 44, còn natri là 23. Đây là biểu thức số 2. Vậy thì rõ ràng là các bạn khi các bạn so sánh cái biểu thức, bạn nhìn vào cái biểu thức các bạn so sánh này. Này, cái biểu thức của ta như thế này. 4,3 bằng 4,7 bằng. Thì cái điểm khác biệt giữa hai biểu thức này là gì? 4,7 này lớn hơn 4,3. Điểm khác biệt là giữa 2,3 và gốc R phẩy thôi. Như vậy để 4,7 lớn hơn 4,3 thì cái 4,3 bé hơn 4,7 này thì cái R phẩy này phải bé hơn 2,3 đúng không? Đấy, các bạn sẽ nhìn vào toán bạn thấy vậy. Thì ta có này. M của ST đúng chưa? M của ST này. Bạn thấy là nhỏ hơn M của muối. Đấy. Vậy thì có nghĩa là tương đương chỗ này. Cái gốc R phẩy của các bạn á là phải bé hơn 23. 23. Mà gốc R phẩy bé hơn 23 thì gốc R phẩy này chỉ có một gốc duy nhất thôi. R phẩy chính là gốc CH3. Là gốc CH3 chỉ có một gốc duy nhất này bé hơn 17 này, à 23 này. Đây là gốc này 15. Đó. Vậy thì bạn lấy 1, lấy 2 trừ 1. Lấy 2 trừ đi 1, lấy biểu thức số 2 trừ biểu thức 1. Rồi sẽ các bạn rút gọn và chuyển vế qua. Các bạn sẽ có ngay A bằng này. À, rút gọn và chuyển vế qua ha. Các bạn sẽ có A bằng 4,7 trừ cho 4,3 và chia cho 23, 23 là natri trừ gốc R phải, gốc R phải là 15. Đó. Thì các bạn sẽ bấm máy được. Cái A này 0,05. 0,05 mol. Rồi. Để yêu cầu chúng ta tính cái gì? Tính khối lượng của ancol. Tính khối lượng của cái ancol này này. M gam ancol đúng không? Ancol, đây là ancol. Vậy thì khối lượng ancol bằng số 1 là A nhân M lớn của cái ancol này. Với gốc R phải là 15, chúng ta vừa tính xong. Vậy thì các bạn sẽ suy được M ancol nha. Có nghĩa là khối lượng của R phải OH đó. Mà R phải OH thì chỗ này chính là CH3OH các bạn. Đó, bằng số mol là 0,05 nhân M lớn ancol này là 32. Đó, thì các bạn sẽ được 1,6 gram nhé. Các bạn chọn đáp án D là chính xác rồi nha. Rồi, đó là câu 97, 92. Đó là câu 92 nha. Đề bài cho chúng ta này. Phenyl acetat thì các bạn phải hiểu cái phương trình này cái đã. Các bạn có phenyl acetat CH3 này. COOC6H5. Thì đây là một este đặc biệt đấy, nó gọi là este của phenol. Khi tác dụng với NaOH thì các bạn sẽ thu được muối là CH3CONa. Rồi sau đó các bạn cộng cái chất là C6H5OH.
Thì cái chất C6H5OH này người ta gọi đó là phenol. Chất này là phenol. Và C6H5OH này sẽ tiếp tục cộng với NaOH một lần nữa. Đó, cộng với NaOH tiếp một lần nữa. Đó, thì các bạn sẽ thu được muối là C6H5ONa. Đây là một muối tiếp. Và cộng với nước. Đó, thì các bạn phải hiểu cái vấn đề như vậy. Thì khi đó ở cái câu 93 này ha, thì các bạn có thể viết hai cái phương trình đó chung lại một. Các bạn sẽ có là CH3 này, CONa. Các bạn cộng hai cái phương CH3 COO C6H5. Các bạn cộng hai cái phương trình màu đen đó lại. Các bạn sẽ có chất này cộng với hai NaOH luôn này. Hai NaOH là cộng phương trình theo phương trình thì các bạn sẽ thu được muối. Một muối nữa là C6H5OH. C6H5ONa và cộng thêm nước. À, đó thì cái phương trình chung là chúng ta sẽ ghi như vậy. Thì ở đây có hai cách tính. Cách tính thứ nhất thì các bạn cứ tính bình thường theo cái phương trình. Đây, thì các bạn sẽ làm thế này. Số mol của phenylacetat đề bài cho chúng ta là 10,2 gram. 10,2 gram ha. 10,2 gram CH3COC6H5. Thì các bạn phải bấm được cái số mol của nó ra. Đó. Số mol thì bằng khối lượng chia M lớn. Các bạn sẽ có số mol này. Số mol của CH3 này. COOC6H5 bằng khối lượng, đề bài cho khối lượng này là 10,2. Bạn chia cho M lớn của nó là 136 và các bạn bấm nó số mol được nha. Là 0,075 mol. Rồi 0,075 mol này. Bạn thay vào cái phương trình này 0,075. À, thì cái ban đầu đấy, ban đầu đề bài cho là 0,075. Còn số mol của NaOH, số mol của NaOH lúc này là qua công thức nồng độ. Các bạn bằng nồng độ là 1,5 chia nhân cho thể tích 120 ml, thì các bạn đổi ra lít là 0,12 lít. Đó, thì bạn sẽ có 0,18 mol. Thế thì ban đầu là NaOH này là 0,18 mol đề bài cho này. Rồi. Thế bây giờ các bạn phải cần xem là trong cái phản ứng này thì ai hết ai còn. Ai hết ai còn thì các bạn phải so sánh cái tỷ lệ như thế này ha. Các bạn phải so sánh là các bạn phải so sánh này. Các bạn lấy 0,075 chia cho cái hệ số cân bằng của nó là 1. Đây, hệ số cân bằng là 1. Bạn so với 0,18 chia cho hệ số cân bằng NaOH là 2. Thì các bạn là thấy bên này nó nhỏ hơn này. Vậy bên nào nhỏ hơn có nghĩa là este. Bên nó nhỏ hơn phải không? Vậy là este hết, este phản ứng hết. Rồi. Khi các bạn đã xác định được như vậy rồi á thì các bạn mới ghi cái lượng phản ứng này. Đó, vậy là este 0,075 là nó hết. Để các bạn nhân qua đây xem NaOH đã phản ứng hết bao nhiêu. 0,075 nhân 2 là 0,15. Đó, muối chúng ta tạo thành này là 0,075. Muối này là 0,075. Để làm từ cách 1, làm từ từ ha. Rồi dư. Lượng dư, dư lại sau phản ứng. Nó còn dư này. Thì este là còn dư là 0, 0 mol, không có dư mol nào hết. Còn NaOH sẽ dư là 0,03. 03. Muối này là tạo thành 0,075. Muối 0,075, chúng ta không tính nước nha, tại vì nước nó phải là chất rắn. Vậy thì cách 1 ở đây là chúng ta sẽ xác định chất rắn ở đây gồm này. Chất rắn sẽ gồm M rắn của chúng ta thì bằng M những cái muối nào là bằng khối lượng của muối. Một muối nè cộng khối lượng muối thứ hai là C6H5ONa này và cộng với khối lượng của NaOH dư. Rồi, như đây thì các bạn thay số mol vào thôi. Muối này 0,075 mol, M muối này là 82, M lớn muối 82. Cộng tiếp số mol 0,075 của muối thứ hai nhân M lớn muối này là 100
16 à? 116. Rồi, NaOH dư là 0,03 mol. Nhân M lớn NaOH là 40. Đấy, thì các bạn bấm ra cái khối lượng của mười sáu phẩy không năm, 16,05 đó là cách tính, đó là cách một nha. Rồi bây giờ cách hai thì các bạn có thể cũng có thể chúng ta dựa vào cái phương trình này, nhưng mà chúng ta tóm tắt một cái sơ đồ như sau. Cách hai này các bạn có bắt đầu STCH3COCH6H5 rồi có cái số mol là 0,075. Khi dẫn qua NaOH có số mol là 0,18 thì các bạn sẽ thu được những cái đại lượng gì này? Và đều thu được sản phẩm có nước. Đó, mà theo cái phương trình ở trên thì cái số mol nước tạo thành của các bạn cũng là 0,075, đúng không? Nước là 0,075. Rồi. Cái chất rắn của các bạn ở đây thì nó sẽ gồm có muối, rắn là gồm có hai muối, muối này và muối này, và ngoài ra thì có NaOH dư. Tuy nhiên cách tính thứ hai này thì chúng ta sẽ không quan tâm là số mol mỗi muối là bao nhiêu và NaOH dư là bao nhiêu, chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn về mặt khối lượng để bấm cho nó nhanh. Thì bạn có khối lượng este, este này, khối lượng este của chúng ta là 10,2 gram đề bài đã cho rồi, cộng thêm khối lượng NaOH chúng ta thêm vào là 0,18 nhân 40. Đó. Bằng nước, nước là 0,075 các bạn nhân 18 và cộng cho M rắn. Đó, thì các bạn chỉ cần tính như vậy thì sẽ bấm M rắn nó nhanh hơn. Bằng các bạn bấm 2 chuyển với qua. Đấy, nó cũng ra sản là 16,05 gram. Nhưng mà cái tính thì nó nhanh hơn một chút. Nhưng mà tất nhiên là cái gì mà nó càng nhanh càng gọn nên nó sẽ hơi khó hiểu xíu á. Rồi, còn không thì các bạn sẽ áp dụng theo cách 1 nha. Rồi, câu 94 này thì nó không khó về cách làm, mà quan trọng là cái cách mà chúng ta hiểu thôi. Bây giờ là tổng hợp polymethyl metacrylate từ axit và ancol thích hợp. Thì chúng ta phải biết cái axit và ancol tạo nên cái este này là gì đã. Bây giờ muốn điều chế được este này ha, thì đầu tiên chúng ta phải có cái axit meta acrylic này, axit này. Rồi, chúng ta cho cộng với cái ancol là CH3OH đó, thì được đầu tiên là chúng ta sẽ thu được cái este là CH3 này. Xin lỗi các bạn, CH2 C, CH3, COO, CH3 này. Đó, và cộng với nước. Rồi, sau đó mang cái este này xuống để đi trùng hợp nó. Mang cái este là CH2, C này, CH3, COO, CH3 này này. Những hợp chất có nối đôi á, nó có thể tham gia phản ứng trùng hợp được. Chúng ta sẽ viết phản ứng trùng hợp bằng cách là chúng ta chú ý vào cái nối đôi đó, chúng ta cắt bỏ cái nối đôi đi. Đó, chỗ nào có nối đôi ta bỏ cái nối đôi đi. Được chưa? Cái này này. Rồi cái nào mà không liên quan tới nối đôi thì các bạn bẻ nó lên. Rồi, hoặc là bẻ nó xuống. Rồi. Thì là N lần đó, N lần, cái này cũng N lần luôn. Rồi. Và trong làm toán á, thì cái hệ số N này chúng ta có thể bỏ đi. Đó, để chúng ta dễ hơn. Đề bài cho chúng ta hiệu suất phản ứng este hóa, có nghĩa là hiệu suất của phản ứng này là 30%. Còn hiệu suất của phản ứng trùng hợp là 80%. Đấy, chúng ta có hai lần hiệu suất. Vậy thì bây giờ là yêu cầu tính cái gì? Yêu cầu là từ cái chất đầu, từ cái chất này này, điều chế ra chất này cuối cùng. Đó. Thì tôi cần cái chất đầu và chất cuối là bao nhiêu thôi. Các bạn hiểu như vậy, chất đầu và chất cuối là bao nhiêu thôi. Nhưng mà phải hiểu cái phương trình. Như vậy là từ cái axit là CH2 này, CH3,
COOH. Và tôi sẽ điều chế ra cái polymer này. Bạn bỏ hệ số N đi. Bỏ hệ số N đi. Rồi, để tính toán cho nó dễ. Rồi nha, đó, từ chất này điều chế ra cái này. Thì đầu tiên các bạn phải bấm M lớn. M lớn của mấy cái chất này nè. Thì M lớn này là 86. Còn M lớn này là 100, là các bạn bấm M lớn như vậy ha. Rồi người ta muốn gì nè? Người ta muốn điều chế được 120 kg poly. Có nghĩa là 120 g cái chất này. Người ta muốn điều chế được 120 kg chất này này. Vậy thì ta hỏi là cái khối lượng axit này cần bao nhiêu? Thì các bạn dùng quy tắc tam suất thôi. Cái khối lượng của cái axit acrylic này, meta acrylic này. Này, khối lượng của cái axit này ha, để bài hỏi vậy. Bạn sẽ làm như sau. Lấy 120 này. Đó, bạn nhân chéo là nhân cho 86 và chia ngang là 100, m lớn 100. Tuy nhiên bài này nó cho hiệu suất của chúng ta là 30 và 80. Thì những cái bài toán mà nó có hiệu suất á, mà chúng ta đang tính chất tham gia, là chất phía trước chất phía trước mũi tên, thì các bạn nhân 100 chưa cho hiệu suất, và hai lần như vậy thì các bạn nhân trăm cho hiệu suất tiếp, một hiệu suất 30, một hiệu suất 80. Đó, các bạn nhớ vậy, tính chất tham gia thì nhân 100 chưa hiệu suất nha. À, các bạn sẽ có 400. Một trăm hai mươi bạn nhân 86 chia 100. Bốn trăm ba mươi, 430 kg. Rồi, vậy là ra xong. Mình qua câu 95 các em nhé. Rồi, ở câu 95 thì đề bài nói là hai este này là đồng phân của nhau. À, là đồng phân của nhau. Thì bạn phải hiểu là đồng phân có nghĩa là có cùng công thức phân tử ha, nhưng mà cấu tạo thì được viết khác nhau. Rồi. Cho este tác dụng với NaOH thu được hai ancol kế tiếp. Và tất nhiên để thu được hai ancol kế tiếp mà do hai este này có cùng công thức phân tử giống nhau, nên là hai cái mối này cũng là đồng đẳng kế tiếp của nhau luôn. Thì các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt công thức chung cho cả hai cái este này là R trung bình này. COOR phẩy trung bình. Các bạn cứ đặt bình thường nhưng mà este đơn trước thôi. Chỉ có điều là thêm ký tự trung bình ở trên đầu. Bạn cộng với NaOH. Cái này phải hiểu đấy chứ không thể áp dụng công thức giải được đâu. Ta sẽ thu được mối là R trung bình COONa này. Và cộng với ancol là R phẩy OH trung bình, trung bình ha. Thì nếu chúng ta gọi A là số mol của este này, đó thì cái số mol NaOH này cũng là A mol này, chúng ta chỉ cần tới đấy thôi. Vì cái điều chúng ta cần là chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để chúng ta tính được A mol này. Về mặt bảo toàn khối lượng ha, thì các bạn sẽ có là khối lượng của este này cộng cho khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của muối cộng cho khối lượng của ancol. Rồi thì tương đương ở đây các bạn sẽ thay vào ha, tương đương các bạn thay vào này, các bạn có khối lượng este để bài đã cho rồi là 11,44 g. NaH chúng ta chưa biết, mà số mol là A mol này, A nhân cho M lớn 40, số mol nhân M lớn là ra khối lượng. Muối là 11,08 và ancol là 5,56. Rồi, như vậy từ cái biểu thức này các bạn sẽ bấm được A bằng ha. Bấm được A bằng này. Đó. Không hết 13. Đấy, các bạn sẽ có không hết 13 mol. Rồi. Tới đây rồi á, thì các bạn sẽ còn hai ý nữa. Thứ nhất là bạn sẽ tìm M lớn của cái este này, M lớn của este, tại vì hai cái này đồng phân mà, nên là M không có M trung bình. Bạn sẽ lấy 11,44 này là khối lượng
chi số mol là 0,13. Mình sẽ có là 11 11,44 chia cho 0,13 là 88. Đó. Thì thầy có chỉ các bạn cái cách này 88 thì các bạn làm sao các bạn 88 thì các bạn sẽ có công thức chỗ này ngay này, các bạn sẽ nhấp nháp vào đây ha. 88 nè. Đó, các bạn trừ cho oxy là 32. Hai oxy mà là 32. Như vậy còn 56. 56 các bạn nó chia cho carbon 12 thì bằng 4 này. Nhân qua 48 và dư 8, đúng không? Thì các bạn sẽ có C4H8 và O2. C4H8O2. Rồi. Bây giờ chúng ta cần tìm hai ancol độc đẳng kế tiếp. Đấy, các bạn cần tìm hai ancol độc đẳng kế tiếp thì các bạn sẽ tìm thế nào? Rồi. Thì số mol của ancol của chúng ta này, số mol của ancol đây, số mol ancol này cũng là amon ở đây. Và A của chúng ta vừa giải xong là 0,13 rồi. Thì chúng ta có khối lượng của ancol đúng không? Thì số mol là 0,13 này. Nhân M của ancol là R trung bình, chúng ta chưa biết. Cộng cho nhóm OH là 17. Bằng khối lượng ancol là 5,56. Rồi, thì các bạn sẽ suy được R trung bình bằng 5,56 các bạn chia cho 0,13. Tức là trừ cho 17. 25,7. Rồi. Bây giờ chúng ta cần tìm hai cái ancol liên tiếp. Liên tiếp có nghĩa là hơn nhau 14 đơn vị. Một cái lớn hơn 25,7, một cái nhỏ hơn 25,7. Cái nhỏ hơn 25,7 thì có một gốc duy nhất thôi. Gốc này là 15. Và gốc kế tiếp nó thì các bạn cộng cho 14. Nghĩa là cộng cho CH2 nữa. Các bạn sẽ có C2H5 29. Đấy, thì các bạn thấy là 25,7 là nằm trong khoảng giữa của 15 và 29. Vậy công thức cấu tạo của este là, rồi các bạn sẽ phải hiểu nè, chúng ta muốn thu được ancol CH3 đấy, thì cái đuôi của este nó phải có CH3. Công thức tổng của chúng ta ở trên này là C4H8O2, cả hai este này đều là C4H8O2 hết. Như vậy bây giờ chúng ta lấy C4H8O2 ta trừ cái phần sau này thì ta có phần phía trước C4H8O2 trừ đi là còn C2H5. Rồi, tiếp theo muốn thu được cái ancol là C2H5 thì este của chúng ta phải có dạng là COC2H5. Và vì công thức phân tử cũng là C4H8O2 nên phía trước của mình chỉ còn lại CH3 thôi. Đó, như vậy đáp án các bạn chọn câu này là câu A nhá. Câu 96 nha các em. Ở đốt cháy 0,01 mol STX bằng oxy vừa đủ thu được CO2. Thì cái câu này á, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu một cái vấn đề chung như thế này này. Một cái vấn đề chung trong hợp chất hữu cơ luôn. Đó. Thì trong hợp chất hữu cơ, ví dụ chúng ta đặt công thức là CX, HI và OZ đi, ví dụ vậy. Thì khi chúng ta đốt trong oxy này, đốt trong oxy ha. Thì bạn sẽ thu được nếu mà cân bằng á, cân bằng là ít CO2 này. Rồi cân bằng là Y chia 2 nước. Ví dụ vậy ha. Thì ta đặt số mol của cái chất này là A mol đi. Thì cái CO2 của chúng ta là ít nhân A mol. Còn nước ấy là sẽ là Y chia 2 tất cả nhân A mol. Thì chúng ta sẽ rút ra hai cái công thức thế này. Cái số carbon của chúng ta như chúng ta đặt đúng không? Là chữ ít. Mà về mặt toán ấy, thì ít là bằng ít nhân A chia cho A. Đúng chưa? Toán như vậy. Vậy XA chính là cái gì? XA chính là số mol của CO2 được tạo thành. Còn A là cái số mol mà của cái hợp chất hữu cơ mà chúng ta mang đi đốt. Là hợp chất hữu cơ mang đi đốt. Đó, như vậy chúng ta sẽ công thức là số carbon bằng số mol CO2 chia số mol hợp chất hữu cơ nha. Và thứ hai là cái số hydro là chữ Y, đúng không? Chữ Y thì về mặt toán học thì nó sẽ là hai lần này. Y chia 2 tất cả nhân A. Đúng không? Thì đã ra IA đó. Thì chia bắt đầu chia cho A thì nó rút gọn hết đi thì còn chữ Y. Thì chúng ta sẽ nhân hai lần tại vì cái chỗ này là IA chia 2. Đây chỗ này là IA chia 2 này. Thì nó chính là số mol nước đó, IA chia 2 chính là số mol nước. Để chúng ta rút ra được cái công thức là số hydro thì bằng hai lần số mol nước. Đó, để các bạn chia cho số mol hợp chất hữu cơ. Thì hai cái công thức này là công thức chung được dùng cho mọi hợp chất hữu cơ chứ không riêng gì là este không ha.
Rồi, bây giờ chúng ta quay về câu 96. Thì đề bài nói là đốt 0,01 mol STX bằng oxy vừa đủ thì thu được một lượng CO2. Thì các bạn đầu tiên giải tính cái số mol của CO2 ra này. Đó. Ở điều kiện tiêu chuẩn thì các bạn lấy V lít. Bạn chia cho 22,4 ha. Thì sẽ được, nhớ là khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì mới chia như vậy nhé. Ở chúng ta sẽ có 0,02 mol. Rồi, các bạn sẽ suy ra số carbon này. Đó, số carbon bằng số mol của CO2 chia cho số mol hợp chất hữu cơ. Đó, CO2 là 0,02 chia số mol este đốt là 0,01. Đó, thì bạn sẽ có ngay là hai carbon. Mà este mà có hai carbon á thì nó chỉ có một công thức duy nhất à, đó chính là C2H4O2. Được chưa? Mà với C2H4O2 thì trong phần công thức cấu tạo thì chúng ta chỉ ghi có cái công thức là HCOO. HCO này, CH3. À, đây là công thức duy nhất của cái este này. Và đề bài cho các bạn là 6 gram X, đúng không? Cho 6 gram X thì các bạn phải tính ra số mol. Tính ra cái số mol của cái este này CH3 này. 6 gram. Đề bài cho 6 gram chia cho M lớn của este này là 60 thì các bạn sẽ có 0,1 mol este này. Được chưa? Rồi, este là 0,1 mol. Rồi cho cộng với 3 giờ là NaOH. Xin lỗi, cho tác dụng với cao hát. Rồi, các bạn sẽ thu được muối là HCOOK này cộng ancol CH3OH. Rồi, xem nào, bây giờ để bài yêu cầu tính cái gì? Tính muối thu được, muối là cái này, đấy, 0,1. Rồi, như vậy là khối lượng của cái muối HCOOK các bạn sẽ có bằng là 0,1 nhân M lớn của cái môn này. Kali là 39 ha, thì cái M lớn của HCOK là 84. Đấy, thì bạn sẽ có 8,4 gram. Rồi, các bạn sẽ chọn đáp án ở đây là câu D nha. Rồi, câu 97 nha các em. Ở đây chúng ta có M gram este. Rồi, thì câu này nó sẽ hơi khó một chút vì este của chúng ta nó sẽ có trường hợp đặc biệt của este của phenol nữa các bạn. Nhưng mà làm sao mà nhìn được điều đấy mà làm cho nó nhanh? Câu này mà nếu mà nói đầy đủ ra thì cũng hơi hơi khó, hơi dài đấy. NaOH là 0,4 mol này. Thì để sản phẩm đã cho được chúng ta ở đây là cho muối. Đó, cho chúng ta có cái muối này. 34,4 gam muối. Rồi. Rồi cho ancol. Rồi khi đốt cái ancol này thì bạn thu được CO2 này. CO2 và nước nha. Thì bạn có CO2 đây, các bạn bấm ra. 3,584 chia cho 22,4 này. 0,16 mol. Rồi còn số mol nước của các bạn thì bấm ra 4,68 chia cho 18. Chúng ta có 0,26 mol. Thì cái điều này nó sẽ hơi khó một chút với các bạn là chúng ta sẽ tính được cái số mol của cái ancol này. Đó, số mol của ancol. Thì nó sẽ bằng số mol nước các bạn trừ đi số mol của CO2. Nhưng mà tại sao lại có điều này nó cũng là một vấn đề lớn. Nên câu 97 này không dễ đâu với các bạn mà nếu mà không có nền tảng chắc cũng hơi khó đấy. 0,1. Các bạn có ăn cồn 0,1 mol nha. Rồi. Mà vì este của chúng ta là đơn chức thì tất nhiên là ăn cồn của chúng ta cũng thu được đơn chức, tất nhiên là ăn cồn của chúng ta là R phẩy OH. OH. Thì bạn quan sát cái nhóm OH trong NaOH là 0,4 này. Trong khi đó số mol của ancol của mình có không có 0,1 à. Đó. Như vậy rõ ràng là các bạn thấy là cái lượng NaOH ở đây là nó bị dôi ra tới 0,3 mol. Vậy thì khi phát hiện ra điều đó thì các bạn phải hiểu rằng là trong cái este của chúng ta là có este bình thường, este đơn chức bình thường, và thứ hai là chúng ta sẽ có este của phenol. Este đơn chức của phenol. Mà nếu mà este đơn chức của phenol á là nó sẽ tạo ra nước được các bạn.
tạo ra nước nữa. Thì các bạn sẽ hình dung thế này này. ST bình thường, ST bình thường ha. Thì cộng được với một NaOH thôi, ST đơn trước bình thường cộng một NaOH thì nó sẽ ra muối này. Cộng với các ancol là R'OH đó. Thì số mol ancol của chúng ta là 0.1. Vậy thì số mol NaOH cũng là 0,1 mol thôi. Đúng chưa? Mà NaOH để bài cho tới 0,4 mol, như vậy là cái ST của phenol đó. ST của phenol chúng ta làm ở cái câu trên, cái câu mà CH3COCH5 đó, thì nó sẽ cộng tới 2 NaOH lần. Nó sẽ thu được muối này. Và cộng với nước. Với nước. Thì số mol NaOH của chúng ta ban đầu là 0,4, mà tác dụng ở trên nó 0,1 rồi, 0,4 trừ 0 còn 0,3. Như bạn sẽ xác định nước đây là 0,15. Đó, phải nước ra là 0,15. Rồi, ok. Thì sau khi xác định được cái điều đấy xong rồi á, thì chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính m gam này. Đó, nhưng mà muốn trước khi muốn tính được cái m gam đó thì bạn phải tính được cái khối lượng của ancol nữa nhé. Khối lượng của ancol. Ancol là hợp chất hữu cơ được tạo ra từ carbon, hydro và oxy. Này cũng hơi khó rồi. Bạn sẽ bằng tiếp. Thì carbon là 0,16 nha, 0,16 bạn nhân cho 12. Khối lượng H là 0,26 bạn nhân cho 2. Thì 0,26 nhân 2 này. Còn O, O thì nằm trong cái nhóm OH đấy, OH 0,1 mol thì O cũng là 0,1, bấm ra khối lượng của ancol. Bốn phẩy không bốn, rồi 4,04 gram. Và cuối cùng bạn sẽ bảo toàn khối lượng nha, bạn tối thượng này bạn sẽ có là khối lượng của este rồi cộng cho khối lượng của NaOH bằng m muối, muối nha, cộng m ancol và cộng m nước. Rồi, bạn sẽ thay vào tương đương. Khối lượng ST là M này, khối lượng NaOH là 0,4 mol nhân 40. Muối thì đề bài đã cho rồi là 34,4. Ancol là 4,04 chúng ta vừa tính xong. Nước là 0,15 mol nhân 18. Giờ các bạn sẽ bấm ra chỉ số M nha. Tương đương M bằng 25,14. NaOH hay là KOH? NaOH đúng không? Đây là đáp án B các bạn. Câu 98 thì đơn giản nhẹ nhàng thôi. Như đầu tiên là metin acetat là gì, các bạn sẽ phải viết ra. Metin acetat. Đây, đây là metin acetat. Rồi, etin acetat. Etin acetat đây. Đây là ba nha. Thì khi bạn viết xong thì bạn thấy là hai cái este này nó đều có cái dạng là CnH2NO2 đúng không, là ethanol đơn chức hở, ethanol này đơn chức và mạch hở. Như vậy thì cái este này khi đốt thì nó có đặc điểm gì, các bạn phải ghi nhớ cái này. Este này khi mà đốt này cái hệ số cân bằng là như sau.
NCO2N nước. Các bạn sẽ nhận xét là khi đốt cháy cái ethanol đơn trước chữ hở này đó, thì các bạn sẽ đưa ra một cái nhận xét rằng là số mol của CO2 đó nên sẽ bằng số mol nước, đúng không? Số mol CO2 bằng số mol nước. Đấy, tại vì cái hệ số cân bằng nó bằng nhau thì vì số mol nó sẽ bằng nhau. Rồi. Như vậy thôi. Rồi sau đó bài đề bài yêu cầu là cho CO2 này hấp thụ vào nước vô trong thì thu được kết tủa, lại phải có một cái phương trình. Nếu mà mình chưa thuộc và nắm được ấy thì mình phải có phương trình nha các bạn. Đây, thì tạo ra canxi carbonat là kết tủa này. Cộng nước. Rồi. Bây giờ bạn phải tính cái số mol kết tủa này ra. Đề bài cho khối lượng kết tủa là 25 g. 25 chia cho 25 g là khối lượng kết tủa chia cho m lớn. Canxi là 40, carbon là 12, oxy là 16. Vậy m lớn của CaCO3 là 100. Bạn bấm sẽ 0,25 mol này. Rồi nha. Như vậy là số mol CO2 là 0,25, kết tủa là 0,25. Thì số mol của CO2 này là 0,25. Rồi. Chúng ta dựa vào cái điều chúng ta vừa kết luận ở trên, đó là số mol CO2 phải bằng số mol nước khi đốt cháy ethanol đứng trước hở. Đó, thì các bạn sẽ có là số mol CO2 bằng số mol nước, đúng không? Đấy. Và nó sẽ bằng CO2 vừa tìm được 0,25 thì nước là 0,25. Đó, vậy để bài yêu cầu tính khối lượng nước này, m gam nước, tính giá trị m. Rồi, nó bằng 0,25 nhân cho 18 ha, các bạn sẽ có 4,5 gam. Đây đáp án b. Rồi, câu 98 thì nhanh nha. Đề bài chúng ta là cho ethanol đơn trước hở rồi. Ethanol đơn trước hở thì ta có là công thức là CnH2NO2. Hệ số cân bằng oxy 3N trừ 2 chia 2. Thì cái này các bạn có thể hướng dẫn các bạn rồi nhá. Tạo thành NCO2 này cộng N nước. Rồi. Thì ta thấy là trong cái đề bài cho cần vừa đủ amon CO2 thu được amon nước. Thì ta thấy là đề cho, ta có đề cho đúng không? Ta có là số mol oxy là amon, số mol nước là cũng là amon luôn. Nghĩa là trong cái bài này thì đề bài nó là số mol oxy bằng số mol nước. Vậy ta sẽ có là muốn cho cái số mol nó bằng nhau á, thì cái hệ số cân bằng của nó phải bằng nhau. Nghĩa là 3N chia 2 chia 2 phải bằng N. Đó, thì ta sẽ rút N bằng 2. Với N bằng 2, và sẽ rút N bằng 2 nhé. Suy ra tương đương lại N bằng 2. Có nghĩa là công thức của chúng ta sẽ là C2H4 và O2. Rồi C2O4. Mà C2O4 thì chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất thôi. Đó chính là HCOO CH3. Có công thức này duy nhất, một công thức cấu tạo duy nhất. Methyl format đúng không? Cho cộng với KOH các bạn sẽ thu được muối này là HCOOK cộng với ancol là CH3OH. Bây giờ yêu cầu là cho 0,1 mol này thì muối thu được, đây muối này là 0,1 mol. Vậy thì khối lượng của cái muối HCOOK bằng 0,1 là số mol m lớn 84, các bạn sẽ bấm 8,4 gam ha. Đáp án là C. Bình thường thôi, nhưng mà nó chủ yếu là ở cái cậu là tính cái số mol của NaOH đúng không? Thì các bạn phải nhớ là công thức của nồng độ phần trăm này. C phần trăm. Ở đây là dung dịch NaOH nha. À, dung dịch nồng độ phần trăm thì bằng khối lượng của chất tan, trong cụ thể cái này là khối lượng của NaOH. Bạn chia cho m dung dịch. Rồi. Nhân cho 100%. Các bạn sẽ suy được cái khối lượng của NaOH. Thế sẽ bằng nè. Khối lượng của NaOH là, đó là bằng M dung dịch ha. Bạn sẽ đảo lên là bằng M dung dịch này. Bằng M dung dịch nhân C% và chia cho 100. M dung dịch. Thì lúc này M dung dịch của chúng ta đề bài cho là 40. 40 kg đúng không? Bạn 40 này. Rồi. Nhân C% của chúng ta là 15. Và chia cho 100. Đó. Thì các bạn bấm ra các bạn được 6. Đó, 6 kg.
6 kg. Rồi. Đây, bạn bấm số mol nhé. Số mol của NaOH. Rồi. Thì bạn sửa đổi vào đây là 6 này. Chia cho M lớn là 40 là 0,15. Tuy nhiên các bạn phải hiểu đây là chúng ta dùng kg nhé. Nên đơn vị sẽ là kilomol. Thì không sao, cứ để kilomol nữa xíu nữa chúng ta sẽ tính ra khối lượng là kg thôi, không có sao, cứ để bình thường vậy. Thì một chất béo của ta công thức là R CO3 lần C3H5. Không lượng không đổi này. Cộng với 3NaOH. Đun nóng. Các bạn sẽ thu được là muối là RCOO Na này. Và cộng với ancol là C3H5OH 3 lần. Rồi, số mol NaOH là 0,15. Bạn có thể suy ra được số mol của glycerol là 0,05. Thực ra câu này có thể nhớ được là số mol của glycerol là bằng 1 phần 3 lần số mol của NaOH, hay là NaOH luôn gấp 3 lần số mol glycerol trong một cái bài chất béo, luôn là vậy ha. Vậy các bạn sẽ có khối lượng của glycerol bằng này. Số mol là 0,05 kilomol đúng không? Mình đã sử dụng là kilomol này. Thì đơn vị khối lượng sẽ là kg đấy. Nhân cho M lớn là 92 thì các bạn sẽ có 4,6 kg ha. Rồi, câu 100 nhẹ nhàng vậy thôi. Thì các bạn sẽ áp dụng cho thầy một cái công thức như thế này ha. Đó là nếu khi mà đốt cháy một cái chất béo đó, thì chúng ta sẽ có số mol CO2 nè. Các bạn trừ đi số mol của nước. Thì như công thức rút gọn của chúng ta nó sẽ bằng 2 lần số mol của cái chất béo đó. Rồi. Các bạn cộng thêm số mol brom. Và muốn biết tại sao có công thức này á thì chúng ta phải chứng minh. À, chúng ta phải chứng minh, nhưng vì chứng minh của nó cũng khá là khó nha bạn. Các bạn rất là khó hiểu nên là sẽ áp dụng luôn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này, đề cho điều kiện thứ nhất nha. Đốt cháy một mol chất béo thì thu được CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol. Hơn kém nhau 6 mol có nghĩa là khi bạn trừ đi thì nó là 6 đúng không? Thì đây thì nó sẽ là 6 này. Ở chỗ này hơn kém nhau 6 mol thì cái này là 6 mol. Hai lần số mol chất béo là hai lần một, mình đang đốt một mol đúng không? Cộng với số mol brom. Rồi, thì các bạn sẽ suy được cái số mol brom chỗ này này. Số mol brom chỗ này nó bằng 4 mol. 4 mol. Vậy chúng ta nói một mol chất béo đúng không? Chúng ta đang đốt cháy một mol chất béo mà. Một mol chất béo này là mất màu bốn mol brom. À vậy vậy này, đây hỏi chúng ta là gì, là a mol chất béo này đúng không? A mol chất béo, a mol cũng là a mol chất béo này, thì là mất màu này, là mất màu bao nhiêu brom? Thì đề bài nói là làm mất màu hết 600 ml dung dịch Br2 0,1 m. Thì bạn sẽ đổi ra số mol brom bằng cách là lấy 0,6 đúng không? Bạn lấy 0,6 nhân cho 0,1 ở bên trái đấy, cái đề bên trái này, 0,6 nhân 0,1 là 0,06 mol brom. Rồi thì các bạn áp dụng cái tắc tam suất thôi. Thì bạn sẽ có A bằng 0,06 này nhân chéo là nhân 1 và chia cho 4 thì các bạn sẽ có 0,015. Để áp dụng cái công thức số mol CO2 trừ số mol nước bằng hai lần suất chất béo cộng cho Br2 đó, thì các bạn sẽ áp dụng rất nhanh. Nói chung là cũng không cần phải áp dụng thôi. À, áp dụng nó không cần phải nước nha. Số mol CO2 trừ đi số mol nước này. Rồi, bằng hai lần số mol của chất béo, thầy viết tắt nha, số mol của chất béo cộng với số mol của Br2. Đấy, các bạn sẽ áp dụng công thức này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thay vào ha. Số mol CO2 người ta bấm ra. À, để bài cho luôn rồi. 1,375. Nước này. 1,275. Áp dụng công thức này nó gọn hơn, là công thức K trừ đi đi 1 các bạn. Bằng hai lần số mol chất béo là hai lần của chữ A. À, để bài cho A mol ấy. Số mol brom là 0,05. Là các bạn thay vào luôn. Các bạn sẽ có được giá trị của A bằng này, giá trị A mol chất béo bằng. Và cứ áp dụng công thức CO2 trừ nước nha. Bằng hai lần số mol chất béo cộng số mol brom.
sẽ có là 0,525, ta sẽ bấm lại xem nào. 1,375 1.375 trừ 1,2 1,275 trừ 0,05 chia 2. Như vậy A là 0,025. Rồi, A là 0,025 mol. Tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái điều như thế này. Chúng ta có cái chất béo là R này, COO 3 lần và C3H5. Chất béo là thế này. Thế thì trong một cái số mol của chất béo ở đây chúng ta có 0,025 là chúng ta vừa tính xong, A đã 0,025. Thì khi đốt cháy cái chất béo này nha, bạn sẽ có CO2 này và có nước. Bạn đốt cháy thu được CO2 và nước. Đây là 1,375. Cái này là 1,275. Thì các bạn áp dụng công thức thế này. Khối lượng của cái chất béo, khối lượng chất béo nha, chất béo thì sẽ bằng khối lượng là khối lượng của carbon cộng khối lượng hydro và cộng khối lượng của oxy. Thì các bạn sẽ thay vào này. Khối lượng carbon thì carbon mà lấy trong CO2 đó, CO2 là 1,375 nhân m lớn carbon là 12. Hydro thì bạn lấy trong nước là 1,275 nhân 2. Còn oxy thì trong chất béo của mình luôn luôn có 6 oxy nha các bạn. Bạn sẽ có lấy 0,025 là số mol của chất béo này. Các bạn nhân 6 lần để đưa ra được số mol O. Và trong cái chất béo là luôn có 6 oxy. 0,025 nhân 6 là ra số mol O. Sau đó nhân cho 16 là m lớn của oxy thì các bạn sẽ được khối lượng của chất béo này. Đây là khối lượng của chất béo. Rồi, một bước được bước cuối cùng nữa là các bạn phải cần biết cái phương trình một cái chất béo bất kỳ ha, thì cộng được với 3 NaOH. Còn nếu các bạn đã thuộc cái tỷ lệ là NaOH gấp 3 lần số mol của chất béo thì không cần phải ghi phương trình. Đã. Muốn làm nhanh thì các bạn phải thuộc bài, các bạn phải thuộc cái tỷ lệ như thế này này. Chúng ta có số mol chất béo là 0,025 thì số mol của bazơ luôn luôn gấp 3 lần, 0,075. Còn số mol glycerol thì luôn bằng số mol của chất béo. Đó. Thì tới đây chúng ta sẽ bảo toàn về mặt khối lượng này. Các bạn sẽ có khối lượng của chất béo này cộng khối lượng của NaOH để bằng khối lượng muối, muối là RCNA đó, và cộng cho khối lượng của glycerol C3H5OH 3 lần. Rồi, thì tương đương ở đây các bạn sẽ có khối lượng chất béo chúng ta vừa tìm ra ở trên là 21,45, NaOH là 0,075 nhân cho 40, muối chưa có đang đi tìm, và khối lượng glycerol là 0,025. Bạn nhân m lớn của glycerol là 92. Nhân m lớn glycerol 92 ha. 92. Rồi các bạn sẽ suy ra được khối lượng của muối. Đó, đó là câu 102. Thầy bấm nhầm ở đâu nhỉ? Các bạn sẽ có đáp án D nhé. Thế này này, khi mà một cái chất béo cộng với NaOH chúng ta thu được glycerol. Đây, một cái chất béo của chúng ta là COO này, có ba cái gốc COO. Rồi, cái gốc C3H5 là không thay đổi. Tất nhiên là nó sẽ luôn cộng được với 3 NaOH. Thì để bài cho chúng ta thu được những cái gì này. Thu được muối natri stearat
là C17H35 CONA này. Rồi, ở chúng ta lại thu được cái muối tiếp theo là natri oleat là C17H33 CONA này. Rồi, và cộng với cái chất không đổi tất nhiên sẽ là glycerol là C3H5. OH 3 lần là cái chất không thay đổi trong quá trình thủy phân. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu là chúng ta muốn thu được gốc C17H35 đúng không? Thì ban đầu cái chất béo của chúng ta phải có gốc C17H35. Đó. Ở chúng ta muốn thu được cái muối C7H33 thì các bạn phải có gốc C17H33. Rồi, còn cái muối còn lại ở đây là cái gì? Cái muối còn lại ở đây còn cái gốc này là gì? Chúng ta chưa biết đó là gốc như thế nào nhưng mà chắc chắn đó, tại vì nó phải là C17. Ở đây H thì có thể là 35 hoặc là 33, chúng ta cứ để đây, chúng ta coi như là không cần biết, chúng ta không cần biết cái điều đấy. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ biết cái bài này là chất béo của chúng ta đều được tạo ra từ các gốc có C17, C7 hết nha. Như vậy là cái công thức của chúng ta sẽ ở đây sẽ là, nếu chúng ta viết lại cái công thức phân tử này, thì các bạn sẽ cộng hết lại ở cái trên này ha, cộng hết lại thì các bạn sẽ có C50 C57 đã, cộng hết là C57 này. H bao nhiêu thì chúng ta không biết, đã là HI đi, và O6 cộng oxy này, thu được CO2 và nước. Rồi, đây cho là 3,22 mol, CO2 là 2,28, thì các bạn đặt cho số mol của chất béo này là amon nha. Thì các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố carbon nè, bạn sẽ có A nhân cho 57 bằng 2,28, các bạn sẽ bấm A bằng. Rồi, 0,04 mol. Rồi, khi mình đã có A là 0,04 mol rồi, các bạn sẽ cần tìm số mol nước nữa. Tại vì chúng ta sẽ áp dụng công thức CO2 trừ đi nước mà. Nên bạn đặt cái nước này là B mol đi. Mà muốn tính được B này dễ dàng lắm, chúng ta bảo toàn nguyên tố O, bảo toàn nguyên tố oxy nè, các bạn sẽ có A nhân 6, mà A là 0,04 nhân 6, A nhân 6 tại vì chất béo có 6 oxy. Sau đó cộng với cái lượng oxy cần đốt cháy, oxy đốt cháy là 3,22 mol, và nhân cho 2 tại vì O2 là có 2 oxy. CO2 là 2,28 nhân 2, và nước là 1 O thì là B nhân 1. Đó, thì các bạn sẽ bấm được B nhân B ra này. B sẽ là 2,12. Rồi, cuối cùng là đề bài yêu cầu tính brom, đúng không? Cái lượng brom, số mol brom thì các bạn áp dụng công thức như ở trên thầy đã nói, đó là nếu mà lấy số mol CO2 nè trừ đi số mol nước thì các bạn sẽ có 2 lần số mol của chất béo và cộng cho số mol brom. Các bạn cố gắng thuộc công thức này ha. Rồi, các bạn sẽ có tương đương ở đây là CO2 là 2,28 này, nước này là 2,12, chúng ta vừa tìm xong. Số mol chất béo là A là 0,04, rồi cộng cho số mol của Br2. Ok, thì từ đó các bạn sẽ suy được số mol của Br2 bằng này. Vâng. Không phải 0,08. Rồi, đáp án C nhé. Rồi, như vậy là thầy trình bày các cái câu bài tập là